Dạ thưa má. Ăn cơm đi tụi con. Dạ. Xong rồi, để đó đi xuống đi. Dạ thưa cha. Dạ. Ăn cơm đi ông. Dạ cha má ăn cơm. Thưa cha má ăn cơm, mấy anh chị ăn cơm. Bắt đầu từ ngày hôm nay, con Dung phải phụ giúp con Thảo chăm sóc cha mẹ và đồng thời chăm sóc mọi việc ở trong gia đình này. Sao con lại phải làm những việc đó? Sao khi không ông lại sai biểu kỳ lạ vậy? Cha, con xin cha suy xét lại chuyện này. Sao không được? Nó cũng như con Thảo, mà bổn phận của nó làm nhỏ thì nó phải phụ giúp cho chị nó chứ có gì sai. Con không làm những việc này đâu. Anh Tài cứu con về là để làm vợ, chứ đâu phải ở đợ. Nếu đã làm dâu ở trong cái gia đình này thì phải chấp hành mọi cái nội quy ở trong cái gia đình này. Còn ai chống lại thì đi ra khỏi nhà. Ông. Khán giả tại Hà Nội có thể xem truyền hình Vĩnh Long 1 trên hệ thống cáp analog của VTV cáp tại vị trí kênh số 8. Đặc biệt, khán giả cả nước có thể xem truyền hình Vĩnh Long HD độ nét cao trên VTV cáp, SCTV, HTVC, truyền hình số mặt đất và truyền hình số vệ tinh.